Hôm qua ngày 3 tháng 11, tại cầu Rông Bình Chạy Thum, đoàn công tác huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban chọn quốc trang huyện Cao Phú do đồng chí Phùng Minh Tân, phó bí thư thường trực huyện ủy làm trưởng đoàn đã tặng quà cho đơn vị tiểu khu quân sự tỉnh Càng Đan, Vương quốc Campuchia. Tại nơi đến, đoàn đã tặng 1.000 thùng mì với tổng trị giá trên 60 triệu đồng từ nguồn ủy ban chọn quốc trang huyện Cao Phú vận động các nhà mạnh thường quân trong huyện. Công tác trên góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị bền vững giữa quân đội và nhân dân hai nước.